Nhan sắc gợi cảm của mỹ nhân vừa đăng quang Hoa hậu Trái đất đem vinh quang cho Việt Nam. Phương Khánh đã xuất sắc giành phương miện Hoa hậu Trái đất 2018, đem lại vinh quang cho Việt Nam. Tối 3 tháng 11, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018 đã chính thức diễn ra tại thành phố Barcelona với sự tham gia của 87 thí sinh. Với nhan sắc nổi bật cùng phong độ ổn định thể hiện qua nhiều phần thi, Nguyễn Phương Khánh đã không phụ kỳ vọng của khán giả Việt Nam khi xuất sắc giành ngôi vị Hoa hậu của cuộc thi năm nay. Đây là lần đầu tiên một đại diện Việt Nam đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Nói riêng và một đấu trường nhan sắc quốc tế nói chung, trước đó thành tích cao nhất thuộc về người đẹp nam em tại Hoa hậu Trái đất là lọt vào top 8. Phương Khánh năm nay 23 tuổi, sở hữu chiều cao 1m71, chỉ số 3 vòng là 82, 58 và 93. Cô được đánh giá là một trong những thí sinh có hình thể đẹp nhất tại Hoa hậu Trái đất năm nay. Tại Philippines, Phương Khánh đã có những màn trình diễn nổi bật và tỏa sáng. Cô xuất sắc giành được 2 huy chương vàng trong 2 phần thi trang phục dân tộc và trang phục dạ hội, 1 huy chương bạc trong phần thi đồ tắm. Sau các phần thi phụ, Phương Khánh là thí sinh có kết quả cao thứ 2, chỉ xếp sau đại diện đến từ Mexico với 3 huy chương vàng. Ngoài ra, đại diện Việt Nam cũng gây ấn tượng ở sự tự tin, khả năng ứng xử, giao tiếp của mình. Vốn là một du học sinh chuyên ngành marketing tại Singapore, nơi Phương Khánh rất thông minh, nhạy bén và sử dụng tiếng Anh trôi chảy. Tất cả những nhân tố trên giúp đại diện Việt Nam vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký khác để giành vương miện Á hậu Hoa hậu Trái đất 2018. Hình thể gợi cảm của Phương Khánh. Một số hình ảnh đẹp đời thường của mỹ nhân đến từ Bến Tre.